Bia ăn phải không? Bia ăn phải không? Mình khai quan nha. Cái món này là đặc sản đó nha. Ai. Bia ăn chứ mọi người ăn. Ông quay để ông quay quay đưa cho mẹ nè. Quay để không luôn, quay không luôn. Nuốt vô. Qua đây, qua đây, qua đây. Làm lại, làm lại, tặng con nữa, làm lại. Bây giờ ở đây ai trứng? Bây giờ ở đây ai trứng đúng không anh? Bia ăn. Ăn là mười mấy con á. Chú con mình không dám ăn, mình cũng không dám ăn. Không còn đâu, bây giờ ai không ăn thôi, mà đừng nói ăn nữa không đủ à, không đủ. Nó đi mười đứa nói nằm nhúng rồi, ta ăn nhúng con, có chủ nữa nhúng vậy cũng được, thì muốn luôn. Giờ mới thấy thương rồi, này béo mà nó, nó có độ béo đã đó, mình sát trùng rồi. Sáng ăn cái à. Vô nước mắm nó cũng sắc rồi. Vô nước mắm nó không vô. Giống em ăn bột sữa. Béo. Trời mày. Cảm giác cảm giác. Trời mày, như bò sữa, như bò sữa. Trời ngon lắm. Như bò sữa con ăn rồi con mốt à, kiếm không có luôn á, cho coi chơi à. Mới nhỏ mà. Nhỏ. Ngay luôn cái đầu nha, đã lắm. Ha. Đúng rồi. Ngon, đúng rồi. Không không? Ừ. Có đảo không? Thôi được rồi, không ăn hết rồi. Không ăn, không ăn. Có tròn quá nè. Không, không, bé béo rồi. Nó dồn, nó dồn, nó dồn, nó bụt. Còn sống nó rồi. Rồi vậy á? Mày đáng ngoài mà. Ăn là con. Mày đáng chiều tao đi. Mày đáng chiều tao đi. Con thôi. Không ăn sống hả? Đúng rồi. Đúng bình thường à. Mày đáng chiều tao đi. Mày chiều tao đi. Cái da nó hơi dai. Đúng rồi. Nhưng mà cắn mẹo. Cắn mẹo. Cắn mẹo. Cắn mẹo. Cắn mẹo. Cắn mẹo. Cắn sau khi nó bể nó yếu, nó còn yếu nè. Không, không nó yếu quá, thấy nó ghê vậy. À,